Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục bình luận thế giới 360 độ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga và Ukraine đã bước sang tuần thứ 8 và đang có những diễn biến mới. Rất nhiều luồng thông tin về khả năng có một cuộc xung đột lớn tại miền đông Ukraine sau những khoảng lặng khi Nga rút dần lực lượng khỏi các khu vực lân cận thủ đô Kiev. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục siết chặt các đòn trừng phạt đối với Nga nhằm gây sức ép và cô lập. Cả Nga và Ukraine đều liên tiếp đưa ra tuyên bố về các hành động quân sự, song vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Vậy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ diễn biến theo chiều hướng nào trong thời gian tới? Tiến trình đàm phán giữa hai bên sẽ đi về đâu? Các biện pháp trừng phạt ngày càng được siết chặt sẽ tác động như thế nào tới những nỗ lực hòa giải? Đây là những câu hỏi mà chúng tôi muốn giải đáp trong chương trình tuần này với phân tích và nhận định của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nga và Mỹ cùng các chuyên gia tại địa bàn. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những diễn biến mới liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đã 8 tuần kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, diễn biến tình hình đang cho thấy những chiều hướng mới. Nhiều nguồn tin cho rằng Nga đang tập trung nhằm kiểm soát khu vực Donbass và các khu vực khác ở miền đông Ukraine. Phía Ukraine cũng đang chuẩn bị cho điều mà họ gọi là một trận đánh lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cung cấp thêm vũ khí và thiết bị quân sự. Theo gói viện trợ mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ, Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí và đạn dược cho Kiev, bao gồm trực thăng Mi-17, pháo Howitzer, máy bay không người lái Switchblade, hệ thống radar chống tăng và thiết bị bảo hộ với cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công hóa học. Tổng thống đã công bố và thông qua quyết định hỗ trợ Ukraine thêm gói viện trợ trị giá 800 triệu đô la Mỹ với mục đích đáp ứng những nhu cầu cấp bách của nước này trong xung đột. Quân đội Nga đang chuyển hướng tập trung chiến dịch về phía đông Ukraine. Những kế hoạch hỗ trợ mới là nhằm giúp đỡ Ukraine. Chúng tôi đã nói về việc giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến hiện tại, cuộc chiến trong những ngày tới và những tuần tới ở miền đông. Hàng triệu người dân Ukraine đã trở thành người tị nạn cả ở trong và ngoài nước. Đây là cuộc chiến mà họ không mong muốn. Liên minh châu Âu cũng đã thông qua khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 500 triệu euro cho Ukraine. Cộng hòa Séc tuyên bố điều chỉnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo đó nhấn mạnh hợp tác thúc đẩy một phản ứng chung của EU đối với cuộc chiến Nga-Ukraine, tìm cách hạn chế hơn nữa sự phụ thuộc của EU và các nguồn tài nguyên của Nga, đề cao vấn đề an ninh năng lượng, năng lực quốc phòng và giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. Hàng loạt quốc gia châu Âu đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga để thể hiện lập trường. Anh cũng công bố gói trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay. Theo thông báo của Ngoại trưởng Anh Liz Truss, đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga, cấm tất cả các khoản đầu tư mới của công dân Anh vào Nga, cam kết ngừng nhập khẩu than đá và dầu mỏ của Anh trước cuối năm nay, tiến tới ngừng hẳn nhập khẩu khí đốt, sắt thép Nga, tăng thêm các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân thân Nga. Những động thái trên cho thấy, Mỹ và các nước phương Tây đang gia tăng sức ép nhằm cô lập Nga về nhiều mặt, từ quân sự, kinh tế cho đến ngoại giao. Đáp trả các động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Moscow sẽ không thay đổi lập trường ở Ukraine, tiếp tục kiên trì và quyết tâm với các mục tiêu đã đề ra từ đầu chiến dịch. Nga đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự không nhằm vào dân thường và chỉ trích Ukraine với sự trợ giúp của các nước phương Tây đã dàn dựng những hình ảnh không đúng sự thật để cáo buộc Nga thảm sát dân thường. Trong các vòng đàm phán đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh đình chỉ các hoạt động quân sự và chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng phía Ukraine không có ý định đáp lại, chúng tôi đã đưa ra quyết định là trong giai đoạn xúc tiến các vòng đàm phán tiếp theo, chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp diễn, chừng nào thỏa thuận cuối cùng chưa được thống nhất và ký kết. Sau vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều kỳ vọng, dường như tiến trình đàm phán Nga-Ukraine vẫn dậm chân tại chỗ do hai bên vẫn còn bất đồng trong nhiều vấn đề. Cố vấn Tổng thống Ukraine, người từng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, cho biết Kiev muốn số quốc gia đóng vai trò bảo trợ an ninh khi nước này tuyên bố trung lập càng nhiều càng tốt. Song Nga dường như không muốn tăng thêm số lượng quốc gia tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine. Và đây có thể là một trong những trở ngại lớn nhất đối với quá trình đàm phán hướng tới thỏa thuận hòa bình của hai bên. Trước những thông tin có phần bi quan về tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, về mặt nguyên tắc, Tổng thống Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng cần có một dự thảo văn kiện trước khi sắp xếp cuộc gặp như vậy. Về phần Nga, chúng tôi không bao giờ tính đến việc cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu,
Chúng tôi rất quan tâm và đề cao việc bảo toàn những mối quan hệ này. Đối với Nga, Liên minh châu Âu là một trong những đối tác thương mại và kinh tế lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất. Không có gì có thể so sánh bằng mối quan hệ này. Vâng, theo nhận định của giới phân tích, dường như Nga đang có sự thay đổi chiến thuật sau khi các vòng đàm phán trong thời gian qua với Ukraine chưa thể thu hẹp được bất đồng và khó có thể sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nga đã có cuộc trao đổi với chuyên gia để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul hôm 29 tháng 3 đã khép lại với những kết quả mang tính xây dựng. Ngay sau đàm phán, người đứng đầu phái đoàn Nga, trợ lý Tổng thống Vladimir Medensky cho biết phía Nga đã nhận được những quan điểm rõ ràng từ những người đồng cấp Ukraine. Các đề xuất của Kiev sẽ được cân nhắc trong khoảng thời gian tới và báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó Moscow sẽ đưa ra phản hồi. Hãng tin TASS dẫn lời ông Medinsky cho biết văn bản hòa bình đã được đề xuất trong đàm phán hôm 29 tháng 3 bao gồm các điều khoản chính như Kiev từ chối gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, không tham gia các liên minh an ninh và quân sự, từ bỏ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, cam kết không tiếp nhận quân đội hoặc căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình và chỉ tiến hành các cuộc tập trận khi có sự đồng thuận của các quốc gia bảo lãnh. Moscow nhìn nhận, phía Ukraine tuyên bố họ sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mà Nga đã kiên quyết đặt ra trong suốt những năm qua. Cùng thời điểm diễn ra đàm phán, Nga tuyên bố thực hiện hai bước giảm leo thang trong lĩnh vực chính trị và quân sự, cụ thể là để ngỏ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, và thứ hai là thông báo Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định giảm mạnh hoạt động quân sự tại Kiev và Chernihiv sau khi nhận thấy các cuộc đàm phán đang dần chuyển sang các điều khoản thực tế. Về phía Ukraine, thành viên phái đoàn đàm phán thông báo Kiev đồng ý áp dụng quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa nếu quốc gia này được đảm bảo an ninh. Về nội dung và hình thức phải tương tự như điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nhấn mạnh các đảm bảo mà Kiev kỳ vọng là các bên tăng cường hỗ trợ quân sự và thiết lập khu vực cấm bay sau 3 ngày tham vấn để theo đuổi một giải pháp ngoại giao thiết thực. Kiev đề xuất những quốc gia bảo lãnh có thể bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có cả Nga, cùng với Đức, Israel, Italy, Canada, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, phái đoàn Ukraine nhấn mạnh các đảm bảo sẽ không bao gồm Cộng hòa Crimea và khu vực Donbass, thay vào đó là đề xuất tạm thời gác lại vấn đề Crimea trong vòng 15 năm. Đề xuất về trạng thái trung lập của Ukraine đồng nghĩa với việc không gia nhập NATO, về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của Nga trên bàn đàm phán. Thời điểm đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần sự thỏa hiệp của các bên. Trong bối cảnh chiến sự giằng co giữa hai bên cả trên thực địa và trên bình diện chính trị, khi Nga và phương Tây liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt trả đũa lẫn nhau và thực tế là những vòng đàm phán trước gần như bế tắc do những điều kiện tiên quyết trên bàn thương lượng. Vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ từng được nhìn nhận là một bước tiến tuy nhỏ, song quan trọng. Kết quả vòng đàm phán tại Istanbul cho thấy hai bên có thể nhượng bộ để đạt được thỏa hiệp và chứng minh rằng dù có bất đồng và mâu thuẫn, đàm phán vẫn là con đường tối ưu để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, hai bên chưa có thêm cuộc gặp đàm phán trực tiếp nào, trong khi tình hình chiến sự liên tục xuất hiện những ngã rẽ mới. Ông David Arakhamia, thành viên phái đoàn đàm phán của Ukraine cho biết, nước này vẫn tuân thủ những đề xuất mà Kiev đã vạch ra trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul và không thay đổi lập trường. Ông Arakhamia cũng cho biết khác biệt duy nhất là phía Ukraine không tính đến tất cả các vấn đề bổ sung, vốn không được đưa ra trong tuyên bố Istanbul, và bày tỏ lo ngại điều này có thể dẫn đến sự diễn giải sai về tình trạng hiện tại của quá trình đàm phán. Những bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã thay đổi lập trường so với cuộc đàm phán hòa bình hồi tháng trước và sự không nhất quán của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đang làm chậm tiến trình hòa giải. Moscow nhấn mạnh, cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ tiếp tục để hoàn thành đầy đủ mọi nhiệm vụ đã đề ra. Trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Belarus gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã chệch hướng khỏi những cam kết đưa ra trong vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3. Ông có thể làm rõ hơn quan điểm này của Tổng thống Putin? Trước hết, cần lưu ý rằng, vào thời điểm hiện nay, Ukraine thật sự khó có thể ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Nga. Tôi rất nghi ngờ triển vọng đàm phán ngừng bắn và thỏa hiệp đối với tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, bao gồm vừa đảm bảo an ninh, vừa có quy chế trung lập cho Ukraine, vấn đề Donbass, phi quân sự hóa. Hiện rất khó để đạt được sự thỏa hiệp cho những điểm này,
Hơn nữa, xét đến thực tế là vị thế của Kiev đang được nâng cao. Điều này phần nào nhờ phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cũng như hậu thuẫn. Tôi cho rằng Ukraine hiện đang đi từ thực tế là có thể đưa ra các yêu cầu khắt khe hơn đối với Nga. Vì thế, khó có khả năng các cuộc đàm phán sẽ tiến triển vào lúc này. Quan điểm của Nga để nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine là gì? Nói chung, Nga sẽ không từ chối đàm phán. Tôi nghĩ Moscow có tư tưởng phát triển các cuộc đàm phán này và đạt được các thỏa hiệp. Một điều nữa là trong bối cảnh hiện nay, lập trường của hai bên quá khác biệt và việc đạt được thỏa thuận theo các quan điểm này là vô cùng khó khăn. Có ý kiến cho rằng quyết định rút quân khỏi Kiev và các khu vực miền Bắc Ukraine của quân đội Nga cùng những ngày giao tranh lắng dịu sau đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, khi Nga tập trung lực lượng cho những đòn tấn công mạnh hơn ở miền đông Ukraine. Theo ông, liệu Nga có sự điều chỉnh kế hoạch như thế nào trong chiến dịch quân sự thời gian tới? Thực tế là cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ chứng kiến một giai đoạn mới trong cuộc xung đột này. Rõ ràng, việc tập hợp lại quân đội Nga mà chúng ta đang thấy là cần thiết để thực hiện các kế hoạch mà lãnh đạo Nga đã đề ra. Trên thực tế, các quan chức hàng đầu của Nga đã tuyên bố rằng một trong những mục tiêu chính là giải quyết vấn đề Donbass. Vì thế, tôi cho rằng giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu này, ít nhất là từ những gì chúng ta nghe được từ giới chức Nga, cũng như những gì chúng ta thấy. Tổng thống Ukraine Zelensky mặc dù thừa nhận không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào bàn đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, song cũng khẳng định nước này đã sẵn sàng chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố Moscow sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine trước khi diễn ra vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Kiev. Những tuyên bố này cho thấy dù chiến sự vẫn hết sức căng thẳng, song các nỗ lực ngoại giao và trung gian hòa giải vẫn là chiếc mỏ neo giúp ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát để các bên tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong bối cảnh hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong đàm phán, các loại vũ khí hiện đại tiếp tục được đưa vào chiến trường. Nhiều dự đoán cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể khốc liệt hơn trong những ngày tới. Những diễn biến tại miền đông Ukraine, nhất là xung quanh thành phố Mariupol và xung quanh thủ đô Kiev, hai lò lửa trong giai đoạn của cuộc xung đột hiện nay. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Moscow đã gửi công hàm tới Mỹ và các nước khác về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, song không nói rõ nội dung. Nga đã cảnh báo Mỹ về việc có những hậu quả khó lường nếu Washington tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Việc NATO và phương Tây chuyển thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể khiến tình hình chiến sự tại Ukraine diễn biến theo những chiều hướng nào? Chính sách của Mỹ và các nước phương Tây đến nay là buộc Nga phải trả giá về kinh tế và quân sự do đã phát động cuộc chiến tại Ukraine. Sự gia tăng viện trợ vũ khí hạng nặng của NATO và phương Tây cho Ukraine chỉ là sự tiếp tục của chính sách này nhằm khiến Nga phải trả giá đắt về quân sự, kinh tế và tài chính. Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm giúp Kiev phản kháng trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng các vũ khí sẽ dẫn đến chiến thắng của Ukraine trước Nga, vì quân đội Nga, mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhưng họ đã có những tiến bộ ở miền Nam, Đông và Đông Bắc Ukraine. Vì vậy, sẽ vô cùng khó khăn đối với Ukraine, ngay cả khi có vũ khí của NATO. Một số chuyên gia quân sự nhận định rằng thời gian khoảng 3 tuần tới là giai đoạn mang ý nghĩa then chốt. Theo ông, liệu xung đột tại Ukraine có thể sớm kết thúc hay sẽ kéo dài? Tổng thống Putin là người quyết định tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và sẽ là người quyết định khi nào cuộc chiến này kết thúc. Các biện pháp của các nước phương Tây nhằm mục đích gây sức ép và buộc Tổng thống Putin quyết định chấm dứt chiến tranh sớm hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn chưa có ý định ngừng việc theo đuổi các mục tiêu đề ra trong cuộc chiến này. Tôi nghĩ rằng 3 tuần tới là rất quan trọng và cuộc chiến này sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài, vài tháng, thậm chí có lẽ vài năm. Ngay bây giờ, có vẻ như Ukraine và Nga đang sa lầy vào một cuộc chiến tranh tiêu hao. Ukraine đã bố trí một lực lượng phòng thủ đáng kể đối với thủ đô Kiev và các thành phố quan trọng khác. Tuy nhiên, lực lượng của họ đã bị tiêu hao do thương vong. Họ sẽ thực sự khó khăn trong việc phòng thủ trước Nga.
Trong khi đó, các lực lượng của Nga mặc dù cũng bị suy giảm, nhưng họ có một lực lượng lớn hơn. Cuộc xung đột có thể kéo dài trong một thời gian. Cả Moscow và Kiev cho đến nay rõ ràng đều không muốn từ bỏ nỗ lực ngoại giao để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, song song với đó vẫn là những tuyên bố của cả hai bên về việc chuẩn bị cho những kế hoạch quân sự trên chiến trường, nhất là tại khu vực miền đông Ukraine. Theo ông, các kế hoạch quân sự của cả Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các nỗ lực ngoại giao và trung gian hòa giải nhằm giải quyết xung đột? Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine chưa thể giải quyết được vấn đề do Ukraine không thể đáp ứng được các yêu cầu của Nga. Lý do các cuộc đàm phán này vẫn diễn ra là trong quá trình xung đột vẫn cần phải có kênh để hai bên trao đổi thông tin với nhau. Ukraine cần trao đổi với Nga về các vấn đề như trao đổi tù binh, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ nhân đạo. Các biện pháp ngoại giao cần được tiếp tục. Cả hai bên cần tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Chúng ta đều hy vọng có một kết thúc hòa bình cho cuộc chiến này. Thưa quý vị, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhằm vào Nga sau chiến dịch quân sự tại Ukraine có thể đẩy Moscow vào cuộc khủng hoảng kéo dài, nhưng cũng khiến nền kinh tế phương Tây hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng, đồng thời gây thêm nhiều tác động cho nền kinh tế thế giới, vốn đang chật vật phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Mặt trận kinh tế trong cuộc đối đầu giữa Nga với Ukraine và các nước phương Tây đang trở nên nóng hơn khi Mỹ thông qua sắc lệnh cấm mọi hoạt động đầu tư mới của công dân Mỹ vào Nga, nhằm cô lập hơn nữa Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu và làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của Nga. Thị trường chứng khoán Nga đã sụt giảm nghiêm trọng, tín dụng quốc gia của Nga cũng bị hạ xuống mức thấp. Đồng rúp tụt giá, giá thực phẩm leo thang, một số công ty đa quốc gia của châu Âu đã rút khỏi thị trường Nga. Trừ dầu thô và khí đốt tự nhiên, các hoạt động trao đổi kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa của Nga với phương Tây gần như đóng băng. Bản thân nền kinh tế Mỹ và các nước phương Tây cũng đang phải hứng chịu những tác động không nhỏ từ chính các biện pháp trừng phạt của họ đối với Nga. Nga vốn cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc vào nguồn cung này. Để tránh những tác động do các biện pháp trừng phạt không ngừng leo thang, nhất là trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Á. Nga đã và đang thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với châu Á và Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, nhằm đa dạng hóa điểm đến của năng lượng xuất khẩu Nga vượt khỏi các thị trường truyền thống ở châu Âu. Các biện pháp trừng phạt ngày càng gia tăng, phạm vi của chúng sẽ tiếp tục được mở rộng, dù chúng cũng gây thiệt hại cho những người khởi xướng, tức là những nước đã áp dụng chúng, tất nhiên là cả Nga. Hiệu lực của các biện pháp trừng phạt này sẽ ngày càng tích tụ, có nghĩa là nó tồn tại dưới dạng một số kết quả ngắn hạn, nhưng cũng sẽ có hậu quả lâu dài. Tuy nhiên, chính phủ Nga đang tích cực nỗ lực để nền kinh tế thích ứng với những thách thức mới. Các hướng chính có thể kể đến là đẩy nhanh việc chuyển đổi thương mại với các đối tác quan trọng sang sử dụng các đồng tiền quốc gia, từ chối sử dụng đồng đô la Mỹ và đồng euro, bởi trên thực tế, các biện pháp trừng phạt tài chính làm hạn chế rất nhiều hoạt động thương mại của Nga. Chính phủ Nga cũng đã nỗ lực để ổn định tình hình trong nước. Moscow có hệ thống thanh toán quốc gia, đương nhiên vẫn cần phải thay thế các mặt hàng mà việc cung cấp chúng cho Nga bị cấm bằng những hàng hóa từ các quốc gia không bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Trong một số lĩnh vực, việc khắc phục những khó khăn sẽ mất hàng năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ, căn cứ vào từng lĩnh vực cụ thể. Đáng chú ý, nhiều cảnh báo đã được đưa ra về nguy cơ chật bánh đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm thêm 1% do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, lạm phát, vốn đã ở mức cao từ đầu năm nay, sẽ cao hơn ít nhất 2% so với trước khi xảy ra xung đột. Lạm phát và tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế càng làm trầm trọng thêm những thách thức mà nền kinh tế thế giới phải đối mặt và là lực cản đối với quá trình phục hồi. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây có tác động toàn cầu, tuy nhiên tác động tới các nước nghèo nhiều hơn là các nước giàu. Các nước giàu có nhiều nguồn lực hơn trong việc giải quyết các sức ép về kinh tế và tài chính, trong khi các nước nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề do giá dầu tăng cao. Mỹ có thể tăng lượng sản xuất dầu trong nước, đồng thời tăng cường can dự với các nước Trung Đông như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để yêu cầu các quốc gia này tăng lượng xuất khẩu dầu mỏ, qua đó làm giảm sức ép giá dầu trên thị trường. Việc Nga cắt nguồn cung dầu và khí đốt sẽ ảnh hưởng tới các nước châu Âu nhiều hơn với Mỹ,
do châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn dầu khí của Nga. Việc Nga ngừng xuất khẩu dầu khí sẽ tác động tiêu cực tới các nước châu Âu, song điều này cũng tác động tiêu cực tới Nga, do Moscow cũng có nhu cầu phải tiếp tục duy trì hoạt động của các giàn khoan vì lý do kỹ thuật, đồng thời xuất khẩu dầu khí cũng mang lại 40% nguồn thu ngân sách của Nga. Nền kinh tế thế giới sẽ bị tác động rất lớn. Các nhà kinh tế dự báo rằng GDP toàn cầu sẽ giảm hơn 3% trong năm nay và năm 2023. Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nhà kinh tế đã dự đoán rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng hơn 3%, và sau đó họ đã phải điều chỉnh các dự đoán này. Một lĩnh vực khác sẽ bị ảnh hưởng là an ninh lương thực. Nga và Ukraine cung cấp lượng lớn ngũ cốc cho các khu vực của châu Âu và đặc biệt là châu Á và Trung Đông. Phương Tây sẽ bị ảnh hưởng do giá dầu tăng cao vì Nga là nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, Nga đang sản xuất ít dầu thô hơn và do kho dự trữ đã đầy. Các quốc gia châu Âu và Mỹ không mua dầu của Nga và kho dự trữ đã đầy nên Nga thực sự không còn chỗ nào để bán dầu. Trung Quốc và Ấn Độ sẽ mua một số dầu, nhưng họ không thể mua đủ. Vì vậy, Nga sẽ ngừng hoặc chậm khai thác dầu. Điều này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Nga vì hơn 40% ngân sách chính phủ Nga đến từ nguồn thu dầu mỏ. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy những vấn đề lớn. Những gì Mỹ dự định làm là giúp bù đắp phần nào sự thiếu hụt dầu khí của châu Âu bằng cách gửi dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ đến châu lục này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Mỹ có đủ để thay thế hoàn toàn dầu khí của Nga. Vì vậy, giá dầu sẽ tăng. Nếu cuộc chiến kéo dài, có thể sẽ thấy những rạn nứt trong sự thống nhất của châu Âu, nhất là vào khoảng tháng 11 năm nay, khi thời tiết trở lạnh và châu Âu có thể thực sự nhớ dầu của Nga. Hơn 3 triệu người đã phải sơ tán kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đây có thể xem là cuộc di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Nền kinh tế Nga, kinh tế châu Âu và kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ đẩy nhiều người vào tình trạng nghèo đói. Trong bối cảnh đó, các bên liên quan cần thể hiện thiện chí, gia tăng các nỗ lực ngoại giao thực chất và hiệu quả để có thể sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tiến tới chấm dứt xung đột. Chương trình Bình luận Thế giới tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.